Đây này, đây là cái phần ngôi mộ số 1. Ngôi mộ này đầu tiên được trôn cất trong cung điện Trang này nha cả nhà. Đây. Đây là cái phần mộ của bác được cướp này. Tử trận ngày 10 tháng 12 năm 67 này. Số mộ là số 1 này, đầu tiên trôn cất trong khu nghĩa trang sư đoàn 22 của mình tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đầu tiên nha. Đây là quốc lộ 1D đi qua địa bàn của phường Gành Ráng của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là hướng vào bên trong khu trại Phan Huy Hòa. Bên trại Phan Huy Hòa thì cũng có một nghĩa trang của sư đoàn 22 bộ binh của Việt Nam Cộng Hòa được bỏ hoang. Hôm nay bộ sẽ vào bên trong, bộ sẽ quay lại hiện tại nghĩa trang của sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa còn lại những gì. Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại bố đang có mặt tại nghĩa trang sư đoàn 22 bộ binh tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sáng hôm nay bố nói đây bố sẽ quay lại toàn cảnh khu nghĩa trang này cho một người bác và cả nhà xem. Bố sẽ quay lại chi tiết khu nghĩa trang này và bố sẽ quay lại những cái phần mộ các bác các chú có cấp bậc cao trong nghĩa trang này nha. Mời cả nhà xem clip và đăng ký kênh cho bố. Bố cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mời cả nhà xem clip nha. Sư đoàn 22 bộ binh được thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 1955 tại bang Mơ Thuộc, với danh xưng ban đầu là Sư đoàn Khinh Chiến số 4 của Quân đội Quốc gia Việt Nam, do Trung tá Nguyễn Nguyên Trân làm tư lệnh đầu tiên. Sau một thời gian ngắn, sư đoàn di chuyển xuống Quy Nhơn và được bộ tư lệnh cố định tại nơi đây. Trung đoàn sư đoàn 22 bộ binh gồm 4 trung đoàn: 40, 41, 42 và 47. Trung đoàn trưởng trung đoàn 47 là đại tá Lê Cầu. Trung đoàn trưởng trung đoàn 42 đại tá Nguyễn Hữu Thông. Còn trung đoàn trưởng trung đoàn 41 là đại tá Nguyễn Thiều. Trung đoàn trưởng trung đoàn 40 là đại tá Nguyễn Thành Danh. Còn đây là nghĩa trang sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa được tọa lạc tại tổ 10 khu vực 2 phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Còn đây là khu bơ trong khu nghĩa trang. Khu bơ thì được chôn cất những tử sĩ tử trận năm 1969 đến năm 1972. Phù hiệu của sư đoàn 22 bộ binh là có biểu tượng là ba ngọn núi, hai dòng sông, thường gọi là Hắc Tam Sơn, Bạch Nhị Hà
Khu nghĩa trang này thì sau qua vào ngày được thành lập vào năm 1966 và năm 1967 bắt đầu chôn cất những tử sĩ nha. Đầu tiên khi được những mạnh thường quân góp công góp của vừa đây tùng tu sửa chữa cũng như phát vang khu nghĩa trang này. Đến ngày hôm nay thì khu nghĩa trang này cũng trống trải sạch sẽ gọn gàng và có rất nhiều gia đình đến đây tìm mộ và nhận ra những cái phần mộ của người thân yêu của mình. Trong tháng thanh minh vừa qua thì sau khi những hình ảnh của Bửu chia sẻ trên kênh thì cũng có rất nhiều gia đình đến đây nhận mộ và đưa những cái phần hài cốt của các bác các chú vừa đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm xa cách nha. Cũng rất là mừng Bửu sẽ tiếp tục quay lại những phần mộ của các bác các chú và đăng lên kênh để cho những người thân của các bác các chú sớm nhận ra những phần mộ của các bác và mau đến đây đưa các bác các chú vừa đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm xa cách. Bửu sẽ đến một cái phần mộ đầu tiên chôn cất tại khu nghĩa trang này nha. Bửu sẽ quay lại, Bửu sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Trước mặt cả nhà là khu chôn cất tử sĩ năm 1968, năm 1969. Trong khu này thì có hai cái phần mộ chôn cất năm 1967 nha. Đây là những phần mộ chôn cất năm 1968, năm 1969 nè. Bửu sẽ đến cái phần mộ số 1 nha. Khu này thì khu chôn cất đầu tiên của các bác các chú tử sĩ tử trận năm 1967, năm 1968 này. Những ngôi mộ đầu tiên trong khu nghĩa trang này nè. Đây này, đây là cái phần ngôi mộ số 1. Ngôi mộ này đầu tiên được chôn cất trong khu nghĩa trang này nha cả nhà. Đây. Đây là cái phần mộ của bác Đức Phước nè. Tử trận ngày 10 tháng 12 năm 67 nè. Số mộ là số 1 nè, đầu tiên chôn cất trong khu nghĩa trang sư đoàn 22 bộ binh tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đầu tiên nha. Số 1 đầu tiên. Vậy là dãy đầu tiên luôn cả nhà nè. Dãy đây là dãy đầu tiên chôn cất nè. Số 1, số 2, số 3 đếm tên kia nè. Còn đây là phía sau là những cái phần mộ của các bác các chú tử sĩ tử trận năm 68, năm 69. Cũng còn rất là nhiều những phần mộ của các bác các chú người nhà chưa nhận ra nha. Còn đây là khu chôn cất tử sĩ năm 70, năm 71 nha cả nhà. Trong khu năm 70-71 thì cũng có rất nhiều phần mộ của các bác các chú. Gia đình cũng đưa về vương hương đồ tụ nha. Cũng như cái phần mộ này nè. Cũng cách đây khoảng một tháng trước
thì cũng có gia đình đến từ Long An nha, cũng đến đây đưa bác vừa đột tử với gia đình. Sau hơn 56 năm xa cách, bác tử trận năm 68 nha. Trong khu này thì đa số là trong những các bác các chú đi lính ngày xưa cấp bậc chỉ binh nhất, binh nhì và trung sĩ thôi nha, chứ còn sĩ quan thì ít. Khu này thì trong tháng thanh niên vừa qua thì cũng có hai ba gia đình đến đây cải táng và đưa các bác các chú về độ tuổi với gia đình. Còn đây là trước mặt cả nhà là ngày xưa là cái đường này, cái đường đỡ xi chạy vào nhà xác này. Phía trước cả nhà là ngày xưa là nhà xác nha, nhà xác trong khu nghĩa trang này này. Cho nên những cái đoạn đường này vô thì ngày xưa quân đội không có chôn cất các bác các chú tử sĩ nha. Cái đường này rất là rộng nha cả nhà, tầm khoảng 8 mét nha, để chạy thẳng vào nhà xác. Nhà xác trước kia này. Hiện tại thì bên trong nhà xác thì cũng không còn cái vết tích gì nha. Còn khu đây thì khu chôn cất tử sĩ năm 1973. Trước lên sân điện này của quân Nga. Còn đây là khu bơ này, khu chôn cất tử sĩ năm 1972. Khu này thì vừa được phát quang cách khoảng 2 tháng. Cây cối thì cũng bắt đầu nảy lên âm tùm lầm rạp này rồi. Khu này thì ngày xưa nằm trong một cái khu rừng nha cả nhà. Nằm trong một khu rừng luôn á. Cho nên khu này những cái phần bia mộ của các bác các chú bị vỡ và mất dấu rất là nhiều nha. Có những cái phần bia mộ thì cũng không còn dấu nữa. Mất bia rồi, chỉ còn khung mộ thôi. Cho nên cái công việc mà tìm kiếm tìm lại những phần mộ của các bác các chú tử sĩ thì rất khó khăn nha. Có nhiều gia đình biết ngày xưa các bác các chú được chôn trong nghĩa trang này, nhưng mà đến thì cũng không còn dấu nha. Rất là tội nha cả nhà. Còn đây là cái phần mộ của bác Trung úy này, Trương Nguyên Thanh này. Đây là phần mộ của bác Trung úy Trương Nguyên Thanh, đại đội 209 địa phương quân, tử trận ngày 16 tháng 4 năm 72. Cũng một cái mộ có cấp bậc cao nha cả nhà. Trung úy nè, Trương Nguyên Thanh. Trong khu nghĩa trang này thì cũng có rất nhiều cái phần mộ theo đạo Công giáo nha cả nhà. Đây những cái phần mộ theo đạo Công giáo này, vẫn còn cây thánh giá này. Trong khu nghĩa trang này trên những cái nấm mộ của các bác các chú, tôi thấy có một cái cây ớt nha, cây ớt rất là sai trái như này, à, đây rất là sai luôn. Khu mộ này thì được bộ lạc dưới một đống cây cây dứa rất là to. Khu nghĩa trang này bên khu bơ này thì trong tháng giêng á, bộ cũng đến đây, bộ cũng tùng tu bổ sơn lại những cái phần bia mộ của các bác các chú tử sĩ
và trả lại tên tuổi cho các bác các chú tu sĩ nha. Cho nên những cái phần bia mộ thì đến đây thì cũng rất là dễ đẹp nha cả nhà. Thông tin rõ ràng. Sau nhiều năm mà bị lãng quên á, bị được bỏ hoang á. Và những cái phần bia mộ vỡ gãy, bộ sẽ giá lại hết nha. Cho đến ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều gia đình đến đây tìm mộ và nhận ra những phần mộ của gia đình mình. Cũng rất là mừng, bộ có tín hiệu rất vui. Bộ mong sau khi bộ đi những hành lên kênh, cũng có rất nhiều gia đình quan tâm đến khu nghĩa trang này. Và nếu có người thân của mình ngày xưa được an nghỉ trong nghĩa trang này, hãy mail đến đây tìm lại những cái phần mộ của người thân yêu của mình, viếng mộ các bác và đưa các bác cái chú vừa đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm xa cách nha. Xa thì đây là những cái phần mộ được tọa lạc giữa một cái cây gốc dưới rất to nha cả nhà. Khu này thì cũng có rất nhiều gia đình đến cải táng và đưa các bác cái chú vừa đoàn tụ với gia đình nè, rất nhiều phần mộ luôn á. Chính giữa khu này thì cũng có một cái hồ nha. Cái hồ nhưng mà mùa hè thì cũng đã cạn nước rồi. Ngày xưa thì nghe nói bà con ở đây tới đây hốt cát và làm nhà nha cả nhà. Và trong những cái hố này, trong những cái hồ này cũng có những phần mộ của các bác cái chú nha. Rất là tồi. Còn đây thì cũng có một cái phần mộ của bác cấp bậc lớn nè. Đây là phần mộ của bác thiếu úy Nguyễn Tiến, sinh năm 1948 tại Thổ Ngọc, tử trận ngày 3 tháng 4 năm 71. Thân phụ Nguyễn Tường lập mộ số mộ 446 nha. Ngôi mộ này thì cũng làm rất là kiên cố nha cả nhà. Trong đây thì cũng có bác thiếu úy nè và trung úy nha. Đa số những cái phần mộ của các bác các chú mà ngày xưa mà có cấp bậc cao á thì cũng gia đình cũng sau khi tử trận thì gia đình cũng đưa vào vỡ hương hoặc chôn cất trong nghĩa trang Bình An, nghĩa trang Biên Hòa ngày xưa nha. Còn đa số trong khu nghĩa trang này thì có rất nhiều phần mộ của bác binh nhất, binh nhì và trung sĩ thôi nha. Đa số là lính nha cả nhà, chứ còn sĩ quan thì không có được nhiều nha. Hôm nay thì khí hậu tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trời rất là nắng nóng nha cả nhà, rất là oi bức luôn. Mùa đây thì mùa hè tại miền Trung thì cả nhà cũng biết rồi, miền Trung thì rất là oi bức, nóng nực vào mùa hè. Cho nên khu này thì cũng rất là ít người nha, ít người thăm mông những cái phần mộ của các bác các chú, rất là buồn. Bộ sẽ tiếp tục quay lại những phần mộ của các bác các chú tử sĩ đang trên kênh để cho người nhà biết và đến đây tìm lại những phần mộ của các bác các chú tử sĩ và đưa các bác các chú vừa đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm xa cách nha. Còn đây là những cái phần mộ của bác cái chú tử sĩ tử trận năm 71 nè. Phía trước cái ngôi miếu nè. Phía trước ngôi miếu á. Sau khi quay lại toàn cảnh khu nghĩa trang này thì trời cũng đã trưa nha. Có lẽ bộ Silver, bộ chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương bên gia đình và người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nha. Bye cả nhà.